gì? Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có hai từ chính chim cốt này. Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ bóc ra và chúng mình xem bên trong nhé. Bóc cái này trước. Vừa có màu trắng hay vừa có màu đen nhé. Thử xem quả khác có như thế nào hơn nhé. Mình còn nhớ chắc toàn màu trắng với màu đen. Thì là tôi thì chẳng nhớ đấy. Thịt quả to nhất.
có vị vị sô cô la. Vị của bột sô cô la. Bây giờ tớ sẽ ăn thử cái ở trong quả trứng này nhá. Xem nó có vị gì. Vừa chua vừa ngọt. Nó rất là đặc biệt đấy các bạn và rất là ngon. Tớ sẽ để đây và tớ thưởng thức quả dưới này sáng sáng nhá. Giờ quả màu trắng và màu nâu. Xem nó có như quả này không. Không có. Bên ngoài nó cũng là vị sô-cô-la ấy các bạn ạ, nhưng nó không có cả như quả này. Không có. Ô, bên trong nó không như quả này. Nó chỉ có rất là rất sơ sơ la thôi. Quả này thì có cái gì ấy. Bây giờ tớ sẽ thử cái quả màu đen á. Hơi chua. Quả này lâu nhất con đã cắn sâu lắm cái này. Chắc quá. Không. À nếu chỉ có quả tôi rồi còn lại lấy thôi. Quả này nó đắng hơn. Nó rắn và nó đắng hơn một chút tại sô-cô-la nhiều hơn. Bây giờ tôi sẽ thử một quả màu nâu nhé. Có một tí màu trắng. Rất là mềm. Nhưng mà rất mềm. Không giống như quả này à. Bây giờ tôi sẽ bóc thử một quả màu xanh nước biển này xem có cái này không nhá. Tớ thấy bị lạ.
xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.